Công ty chúng tôi có những dịch vụ buôn bán bảo hiểm 50 tiểu bang, cho vay bất động sản cơ sở thương mại 50 tiểu bang, mua bán nhà cửa ở California. Nếu quý vị cần đến dịch vụ, xin gọi điện thoại 925-595-5605. Email là vimxmy@gmail.com. Cảm ơn. Mơ họ cái đó là cái công việc của họ, nhưng mà đi quay phim hay cái gì đừng có đi ngang hàng các người tu hành đi. Dạ dạ. Đừng có đi theo, đừng có chạy theo nội dung, có trước một đi sau. Dạ dạ. Bảo nhau nhá. Dạ. Xa thì từ từ chẳng quay ở giữa thì đứng ở đâu á, đứng một chỗ. Dạ. Thì cái đấy thì quyền lợi của mọi người. Đừng có chen vào nói. Dạ. Mình muốn nắm cái này chen để làm chắc con là người tu hành rồi. Dạ. Không phải là khi diễn viên. Mọi người người tu hành thì đến chỗ có cái thời gian để có học tập ấy. Nếu khi nào cũng như thế này thì nó không có cái thời gian. Mọi người cũng hoan hỉ vui vẻ. Những khi nào đáng quay thì có đáng quay. Dạ, như là dừng lại và đi vào đến đây đoàn đấy, không phải đây là cái đoàn, nhưng mà xin để đi bộ học tập ấy, với lại hội chúng ấy thì phải giữ giới, ăn ngày được chưa để xuất gia, có y bát rồi mới đi, chứ không có thì đừng có vào, không làm được ăn ngày một bữa, không tập học được, không giữ giới được thì đi ở sau. Đi với người dân đấy, chứ không có gì ở trong đó. Hôm kia có một anh cũng không có dự giới, dùng điện thoại đi dùng điện thoại thế này, không tập học y áo hay là cái gì đó. Thấy anh trai kia đi sau với này đoàn hay là về công việc của mình, cũng không có đi theo để làm gì cho khổ mình khác nữa, về hại người ta. Tại vì ở đây là ai cũng chả bỏ học tập cá, mình vẫn mang đi cái điện thoại hay là cái gì mình dùng, mình chưa dùng giới thì mình ở nhà mình học hành cư sĩ, mình ở nhà chứ mình không có xuất gia. Ai gì được, ai gì đó. Phật là rất là thánh thiện và bình bát. Đúng rồi. Bình bát là giống như là mỏ của chú chim đại vàng, và y áo là giống như tấm cánh của chú. Nếu sư Minh Tuệ mà không đi qua đây thì bà cũng không xuất hiện ở đây, đúng không? Thì cũng phải có liên quan là sư quan ở đây thì các bà mới ở đây phát sách. Thì con không biết là cái sách nội dung viết như nào, nhưng nói tất cả cộng đồng là không liên quan. Sư Minh Tuệ là chưa phát sách, và thứ hai là không có tuyên truyền cái gì về mê tín dị đoan hay là xin tiền. Con là một doanh nghiệp thành đạt, buôn hàng Trung Quốc luôn. 10 cái đồ chơi của Sài Gòn là 5 cái của nhà con. Nhưng bây giờ con buông xả hết, con theo thầy. Là không có thứ tiền bạc, không có điện thoại. Thì bây giờ là bà với các sư cô ở đây phát cái gì con không biết, nhưng nói luôn mọi người là không liên quan thầy Minh Tuệ nhá. Ok. Đúng rồi. Bà chắc chắn là một lần đó ông Pháp ơi. Mọi người là đi theo thầy Minh Tuệ, đằng sau là phát sách đó kia, là nói chung là bây giờ con là không biết chữ, con chưa đọc. Nhưng chính xác là mọi người nhận thì về nhà, mà gia đình nhà mình có sao thì đừng có nói Minh Tuệ. Thầy tôi là không viết sách. Rồi còn tôi đi nhà đi chân trần đây không có tiền bạc gì. Không nhận tiền nhá. Một người trong trong đoàn sư Minh Tuệ. Ở đây là mình phải hiểu ra sư Minh Tuệ không mời ai, không nhận ai là đệ tử cả. Và cũng một điều nữa là có lẽ là khi với những cái chia sẻ của một sư đi cùng đã đại diện cho thầy Minh Tuệ cũng như là mọi người rồi, thì các sư nên tôn trọng. Có lẽ là mọi người nên dừng lại ở đây thì nó sẽ tốt hơn cho sư Minh Tuệ, tốt cho cả mọi người. Khi lên mạng xã hội khi chúng ta nói, chúng ta chia sẻ, đó nó sẽ là những cái điều à nha mọi người đây. Mình phải đề phòng nha. Nè. Cái này mấy anh đang anh công an đang điện quá trời người lại rồi. Mấy anh công an điện người lại quá trời rồi. Mấy anh công an đang điện người lại kìa. Đúng rồi. Quá trời rồi. Đó, một đông một nhóm luôn nha. Không phải là thật sự là
tổ chức là kêu gọi đây nè, đây nữa nè, bé này ổn là đi về nè, dắt đi về nè, dắt một người không được, bây giờ dắt đóng luôn nè, không phải một người nữa. Đây đi. Kêu gọi chi và đây là giống như gọi là đi tu theo kiểu cái đạo gì rồi mà kêu gọi thử đi để một người thì không được thì bây giờ đã là một đống rồi nha. Rồi, kéo nó tới luôn hả? Không, là một người không được. Nóng luôn rồi. Đúng rồi. Lục trần vấn đề đó. Vấn đề chính sách để cho người và chào rất là nhiều rồi nha. Đó. Bây giờ đây nè, đang truyền bá không biết cái gì đây. Hả? Tiền khám gì đây anh? Ừ. Sau ở chỗ khác không có làm như vậy, hoặc là ở nơi của họ không làm như vậy. Có rất là nhiều nơi nha, không làm mà phải lại đúng ngay cái nơi của thầy Thích Minh Tuệ nè, thằng là nữ không này nha. À. Mà sao nhiều nơi không làm? Thì bởi vậy. Đang truyền bá cái gì? Anh cho em hỏi sư thầy đâu rồi? Sư thầy ở trong kia, làm gì có được cái vé mà vô đó để gặp sư thầy. Ghê lắm nha. Rớt luôn hả? Đang nóng rớt luôn vậy? Nó chưa ngủ, hôm nay chưa được 3 phút rồi tắt luôn đó. Đúng rồi, tránh xa ra nha, đang truyền bá nha, đang truyền bá, đang truyền bá là không đúng nha chị ơi. Trời ơi, còn một ngày sáu thôi. Em thấy sau đây tất cả mọi người nhé, hiện tại bây giờ là em thấy đang đang truyền bá là không đúng với sự thật nha cô chú anh chị nha. Các bạn chia sẻ giúp em tí nào. Đây là nữ sư là tu online. Công an đang đến nha cô chú anh chị ơi, công an đang huy động đến rất là đông rồi. Nghe nói là công an đến, xe mấy anh công an điện, bây giờ là xe công an tới rồi, xe thùng tới rồi. Chút xíu nữa tới rồi các bạn. Xe thùng đang chuẩn bị trên đường tới nha. Các bạn chia sẻ giúp em tí nào các bạn. Này căng lắm. Cái xe thùng này, xe thùng mà đang tới nha. Các bạn chia sẻ giúp em nào. Thấy là xe thùng 1.000 ca mà bây giờ còn bao nhiêu đây đây các bạn. Thấy xe thùng đang lợi nha. Mấy anh công an đang điện xe thùng đang lợi lần tới rồi. Công an đang điện xe thùng của chú anh chị ơi. Thấy là xe thùng đang lợi tới nha. Coi coi sao nha. Ở đây là ở Đó, cái gì? Đây cô qua em ăn. Không phải, tưởng là xe thùng lại chứ. Đúng rồi, cái này là tu online nha. Lại đây thì nói muốn học theo kiểu của thầy nha. Đâu mà thiếu gì chỗ để học, không học thì học theo thầy. Mà đó giờ tại sao không đi rồi, bây giờ là phải đi. Hả? Đó, đó giờ sao không đi rồi, bây giờ lại đi nha. Rồi, sao? Ở đây là rõ ràng nha, à, không sót một ai nha. Chỉ qua có một hai người thôi. Thì bây giờ càng ngày là càng đông rồi. Ha. Thì qua thì có bé kia kìa. Không rồi, có bé kia đi là bị dắt về rồi. Có cái bé kia nữa đi bị dắt về. Ha. Bữa nay thì rất là đông nè. À, bây giờ coi nè. Vậy để cho mọi người coi rõ ràng nha. Phải có chuyện gì rồi. Đó thật sự rồi ha. Muốn tiếp cận làm gì đây, tự nhiên nhóc nhóc chỗ luôn mà không lợi, phải lợi chỗ sư Minh Tuệ. Đó. Là có các anh cán bộ thật sự rất là nhiệt tình. Ngoài đạo như thế này thì chúng ta phải nên chia sẻ tất cả mọi người để quý vị hiểu rằng. Đó, coi còn ai nữa không? Ha. Quý vị chia sẻ cho em tí đây nào quý vị. Hồi nãy em thấy bị tắt máy quá cho nên nó tắt luôn. Rồi.
đây đây đó, hình như là hàng thấy rất là quen đúng không cô chú anh chị? Đây sư này rồi đó, rất là quen nha, những lần trước mà cả nhà đã thấy rồi đúng không? Đang chờ chút xíu là sẽ mà hiện những cô chú đang về quê hương. Đây 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 đây. Nói cái gì cái? Nói đi anh, nói đi anh, nói đi anh. Dạ mô Phật, dạ vâng ạ. Con con điểm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Dương Nhất Tâm Phật. Hôm nay chúng con vô vàn hạnh phúc hữu duyên với quê hương Quảng Bình và có chú tiệm cũng đã buông bỏ tất cả những cái vướng bận trần gian để quyết tâm theo gót chân Phật, sống y gương hạnh Đức Phật, Đức Thầy Minh Tuệ và theo đoàn khất sĩ. Và sư cô hôm nay cũng quyết tâm xuất gia theo gót chân Phật, theo gót chân Thầy Minh Tuệ để đây có lẽ là chủ tịch đi xây dựng không kia nữa, kia mới chủ tịch. Đoàn khất sĩ đi bảo hôm nay không phải chủ tịch nha, mày khó rồi, chủ tịch đoàn khó, khó chủ tịch, khó khó chủ tịch thôi, là khó chủ tịch thôi. Hôm nay cũng có mặt của Đức Thiện Thành Chu Thanh Thiện cũng quyết tâm cùi tóc để tu trả hiếu nghĩa. Đúng rồi, bữa bán sách đó. Thì đây nè ha, đây cũng là bữa bán sách nữa nè. Anh này nè. Này là anh hôm đi bán sách đó. Hôm mà tỉnh đấy. Dạ. Hôm bán sách ở Hà Tĩnh nè. Đem sách tàu chỗ thầy nghỉ Hà Tĩnh đây. Đó đó đó. Hình ảnh trong đây. Hơn 10 sư. Thầy nhảy trong đây, con em còn ghi mà. Anh hỏi lên em, một người hỏi một người nghe anh em. Một người hỏi một người nghe, anh hỏi đi, hỏi đi nghe. Hôm nay con cũng kính ơn, thành kính ơn quý cô chú đã vất vả quay sao chương trình sư, để sư, hỏi rồi sư. Thầy Phật Đạt Đức ơi, thầy anh em xin hỏi rồi, thì mình ở nhà mình không xuống tóc tu mà sao mình ra đường như thế này để xuống tóc gì sư? Dạ vâng ạ, con kính ơn câu hỏi của chú rất là ý nghĩa. Thì chúng con rất là tôn kính thầy Minh Tuệ và chúng con muốn cũng là duyên lành chúng con đi qua đây mà hữu duyên với thầy Minh Tuệ, chúng con muốn cùi tóc để được thầy ơi, mấy lần trước thầy cũng đi qua nhiều lần rồi mà đâu qua hoài luôn mà, và để được đương giờ từ trường của thầy Minh Tuệ ạ. Không mà mấy lần trước thầy có đi qua rồi á, ở Hà Tĩnh là thầy đi qua rồi, còn bữa nay là có duyên đi qua mấy lần rồi ha, chứ không phải là có duyên nha. Đi cái này thầy đi ngược lại luôn rồi chứ không phải có duyên. Cái này là mình đang có ý để tìm đến sư Minh Tuệ chứ không phải là đúng rồi, đừng nói có duyên như vậy. Nó có duyên mình hữu duyên, ở đây không có chuyện hữu duyên. Đây là đang bám theo đây nha. Chúng ta sẽ đi trên đường. Mà hiện tại bây giờ là sư đang đi xe. Sư phải hiểu là sư đang đi xe 17 chỗ để tìm đến sư Minh Tuệ để mục đích được gì đó tụi em thì không có biết. Dạ vâng ạ, mục đích chúng con sư là rất là tuyệt vời quý vị. Rất là này ha. Trân trọng và thương kính sư thầy Minh Tuệ, nhờ thầy Minh Tuệ mà đạo Phật cũng như là cuộc sống cuộc đời phất sĩ chúng ta được thức dậy, thì chúng con cũng đang sống cuộc sống như của thầy rồi. Nhờ gương hạnh của thầy Minh Tuệ mà hình ảnh khất sĩ ba y đúng không ạ, bình bát đi khất thực khắp muôn nơi được sống dậy, và chúng con cũng đang học theo gương hạnh của sư thầy Minh Tuệ. Vậy là sư đang học sư theo Minh Tuệ, là hiện tại mình có đi bộ theo thầy chứ như thầy chứ sư? Đi bộ thì chúng con cũng tùy duyên, nếu mà duyên hướng chúng con đi bộ thì chúng con cũng đi bộ. Dạ. Hướng duyên xe không? Vâng, duyên hướng chúng con đi xe, chúng con đi xe. À vậy là hôm dài là hương mới lại, hôm dài là duyên mình đang hướng đi xe ha. Đi xe đúng không? Vậy là chưa tới duyên đi bộ nha. Đi bộ nha mọi người. À, anh này không thấy đi xe đò xuống nè, anh leo kiến này nè, là cũng duyên đi xe chứ anh cũng chưa có duyên đi bộ. À, à, mọi người đây, anh này là đi bộ nha. Đã thế thì bây giờ đã nguyện là từ đây trở đi không đi xe nữa thì theo các thầy còn leo được không ạ? Qua thì không theo được đó ạ. Nhưng mà tại sao lại không theo được mà? Tại sao lại không theo được mà lại chỉ tâm theo thế nguyện theo ạ? Thì chúng con được học và chúng con đi theo con đường trung đạo. Điều gì tốt cho theo, điều gì chúng con chưa có tập được và chúng con tập dần đi thầy sau ạ. Vậy là hiện tại là mình có chùa hay là có gì chưa sư? Hay là mình chỉ đi vậy thôi, đi xe thôi. Dạ kính ơn chú, chúng con cũng ngày đây mai đó, hôm trước thì con ở Hà Tĩnh, hôm nay chúng con ở đây. À. Mai mốt chúng con ở tỉnh khác. Như vậy là mình đi bộ hành là mình đi bằng xe luôn hả sư? Cũng có lúc chúng con đi bộ, cũng lúc chúng con đi xe. Nhưng mà từ bữa giờ là sư có đi bộ chứ nhỉ? Nếu mà chú có hạnh không đi bộ cùng chúng con không? Chúng con không cần. Em không dám đi bộ cùng. Dạ, chúng con có đi bộ chứ. Không. Đi bộ hả? Dạ. Là... mình có ghi hình lại để mình chia sẻ lên mạng xã hội đi, người ta biết. Tại vì có rồi đúng không? Dạ, vậy là mình vẫn còn đang xài điện thoại bình thường hết sao? Chú con dùng điện thoại bình thường. Đây vẫn lên mạng mà, vẫn lên mạng bình thường mà, có Facebook đàng hoàng mà. Nhóm luôn á. Là... có Facebook luôn mà. Hay vậy đó. Mới quảng cáo luôn á, quảng báo mà anh em không có nghe. Biết rồi. Không. Để anh em hỏi mọi người hơn câu đi. Nói
cho mọi người biết tại sao mà trong cái quãng đường thầy Minh Tuệ đi thì các sư không tập hợp một lần mà cứ thi thoảng lại 2-3 người. Đúng rồi. Thầy Minh Tuệ. Đấy là câu chuyện như thế nào, sư có thể nói được không? Dạ, đấy là mục đích gì? Thì nguyên câu hỏi của chú, chú cũng biết là sư thầy Minh Tuệ cũng rất nhiều lần khuyên mọi người đã không đến tập trung đông, đúng không ạ? Thì chú quan thấy những lời dạy đó cũng rất là đúng, để các chú công an không phải vất vả giao thông. Thì chú quan khi nào thuận tiện thì chúng con lại bị ngộ lại, còn không thuận tiện thì chúng con tí chúng con lại tản đi. Dạ sư, bây giờ cho con hỏi, bây giờ là mình cái tu á, bây giờ mình có giữ giới hay không, mà sao mình về ni rồi sư rồi chung hết trơn vậy? Đúng thôi nè. Đấy là sư nam sư nữ là đi cùng nhau. Đúng rồi, đấy hơi kỳ kỳ ha. Nghĩ là nó đâu có đúng được đâu. Dạ. Bây giờ câu hỏi của chú, chúng con thì chú có chú biết ni thì đi nam, thì theo giới hạnh là một ni một một ni một tăng đi là không đúng hành. Nhiều ni một tăng hoặc là nhiều tăng một ni đi với nhau thì giờ con thấy là cũng đồng đều quá. Bây giờ là 4 năm sư cũng 4 nhưng mà đây nó đồng rồi đó. Đây có 3 tăng mà rất lắm ni. Vậy dư ví dụ như các ví dụ các chú là người nữ muốn tu tập đúng không ạ, mà lại không cho đi với tăng thì mới đầu đang rất là yếu, chưa có đủ mạnh mẽ thì làm sao mà đi đây ạ? Nhưng mà như vậy rồi sao mình giữ giới được sư? Mình làm cái điều gì mà để mình bảo đảm được giữ giới? Ví dụ như sư đắc đạo rồi thì sư có thể giữ được giới, nhưng mà có những bạn chưa để đắc đạo được, có thể va chạm vào thì các bạn khởi lên những cái dục vọng thì sao hả sư? Vậy là mình nào các chú có đủ duyên sống trong môi trường xung quanh các chú sẽ hiểu. Đấy là cái nào mà trả lời không được là phải hữu duyên phải không sư? Rồi. Dạ, cái nào mà khó là mình phải hữu duyên nha. Sư chia sẻ với em cả nhà. Ông Lê Tùng Dân là có chung một cái đạo hạnh không? Có chung chung một cái gì không? Tại vì có người nữ người nam chung nè. Con mới nghe con chưa biết. Ồ, vậy thì không biết được sư. Tu phải biết chứ, lại vậy không biết được. Sư Minh Tuệ không có nhập đoàn nha. Like giúp em cái con xuống chị ơi. Mọi người like cho một cái coi cô nhá. Mọi người like cho một cái. Like giúp em một cái coi. Like giúp em một cái luôn cô chú anh chị. Đúng rồi, nha. Thầy Minh Tuệ có sự rất là ngộ nè. Này giữa trời nắng nóng này. Quốc quyền hôm nay xuất ra cũng được giờ thị trường của thầy Minh Tuệ được. Đấy, có từ trường đã nói là sư tại thầy Minh Tuệ là một người thôi. Không có một cái từ trường nào hết. À, sao mà hiểu như vậy? Này kia rồi, đây là chú nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều có từ trường mà. Không có từ trường gì hết. Đứng nắng nha. Vâng, nếu vậy thì con xin không trả lời câu hỏi. Vâng. Mình đừng có lấy sư Minh Tuệ ra mình nói chuyện hay là mình áp dụng bất cứ một cái gì đó sư ha. Mình có thể ví dụ như là sư có tu đạo của sư đúng không, là mình sẽ áp dụng vào cái công thức đạo của mình không, để mình dạy bảo hay là như thế nào đó. Con nghe kính ơn các chú đã dành thời gian cho chúng con. Đây thầy có hỏi câu á. Rồi cho đây anh em hỏi hỏi dạy câu với sư ơi. Thầy cho con hỏi tại sao mà nam nữ vẫn đi tu được với nhau như thế ạ? Chúng con đi tu cái hình tướng nam nữ chúng con thấy không ảnh hưởng gì cả. Chúng con không còn quan niệm nam hay nữ nữa, chúng con chỉ xem đó là ông bà cha mẹ của chúng con thôi. Quân tu hành là cái suy nghĩ cũng giống như là số đông. Thế rồi bây giờ mà ai cũng đi tu nam như thế thì làm sao được cả sư? Ví dụ tất cả mọi người bây giờ mình tu hết như xưa thì thế thì làm sao được? Không sinh con đẻ cái ra được thì cái đất này nó hết người thì cứu trái đất cái gì? Dạ vâng, những câu hỏi đó thì con về con học được lại những lời dạy Đức Phật dạy con. Đi về hả? Thôi đi về nhà thôi cô ạ. Đi Hân ơi. Đi em. Đi về nhà thôi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô 48 tuổi à, mình có gia đình rồi gì chưa? Dạ, con có. Có con hả? Dạ, con ạ. À, có con, có cháu rồi. Dạ, con ạ. À, 48 tuổi chắc chưa có cháu. Dạ, con có cháu rồi ạ. Cô tu lâu chưa? Con tu được năm nay năm thứ 6 ạ. Năm thứ 6 hả? Dạ. Là cô tu năm thứ 6 rồi là cô ở nhà tu hay là tu ở nơi cái am, cái cốc hay là nơi chỗ cái hang đông? Dạ, không, chúng con tu trên trang mạng. Là ở nhà tu trên mạng. Ờ, rất là tập trung đi, là coi như mình vô trang Zalo, vô cái group là rủ nhau đi vậy. Dạ vâng ạ. Ừ, rất là chờ đi về hả? Dạ vâng ạ. Ờ, thôi đi về đi cô. Ở đây có một em chưa trúng tóc này. Tôi khuyên như em. Khuyên cái máy. Đừng trúng tóc. Chết, kiểu này thì chết. Mới con bé rồi, mới 15 tuổi trúng tóc.
con chào chú, chào con nha. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chú ơi, là con có quyền riêng tư các chú nhé. Cháu nó cũng mỏi rồi. Thì thấy bé nó chưa trúng tóc mà thấy cái bé 15 tuổi kia là bảo là coi như không nói cho cha mẹ, là coi như ở trên mạng xã hội đó là coi như trúng tóc. Giờ con nói với cha mẹ con chưa? Hả? Khuyên cháu đi để cháu về nhà. Thôi con về đi, con là tương lai đang còn dài lắm. Chứ giờ mà coi như nghe ở đâu rồi con đi như vậy, con không nói với cha với mẹ, cả một cái đời coi như phía trước, cái tương lai phía trước vậy. Thôi về nhà đi con ơi, cha mẹ trong cái nhà đó bé ơi. Về đi con ơi, đi tu cái gì. Đó, cái kiểu nói bảo ấy không biết là như thế nào luôn. Hôm bữa thì có một hai người thôi, bữa nay là khi mà thầy Minh Tuệ nghỉ ngơi ở đây, không biết là bảo là lấy từ trường từ trước cái chi mà ngồi ngay nó chỗ cái cống đây, cái cống ô nhiễm này chứ. Đó, cả nhà thấy đâu, cái mương ngay đây đó, tại cái tấm lên cái nắp hố gà đó, bảo là coi như ở đây là coi như cốt từ trường. Dạ vâng. Đó, đó mình đi lại tí mình khuyên ngắn tí đi anh ơi. Khuyên cái chị mấy con vậy. Ghê rồi. Chào chú nha. Chào chú nha. Không, đứng đi. Khuyên mấy con về nhà đi. Chú. Đúng. Nhỏ quá, còn trẻ quá. Mà tu online chứ không phải là tu ở trong chú. Đây hả? Đâu có tua chìm nhớ, tua lại đào mới. Cái đào mà có như Việt Nam chưa công nhân. Tua lại. Thôi đi khuyên. Đi khuyên mấy sư cô đó đi ăn. Ồ. Dạ vâng hả. Dạ vâng, chỉ có chương ý thôi. Bà năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 62 tuổi ạ. À. Không, bà chứ đang là con. Bà nào? Bà là 62 tuổi. Dạ vâng. Bà tu lâu chưa? Dạ tu được 5 năm rồi ạ. À. Tu 5 năm mình tìm hiểu như thế nào mà mình tìm đến cái con đường tu như thế này? Dạ vâng ạ. À. Tại vì các sư là học là xem phim của Phật. À, xem phim. Nhìn thấy Phật, thấy cuộc đời là khổ như thật, và thầy khu Phật cũng tự xuất ra, tự thử tóc, tự đi tu, tự tìm ra chân lý ạ. Yeah. Và các sư cũng là một người như vậy, nhưng mà các sư là bước này hơn Phật, là tại vì là các sư đã bây giờ đã có một vị thầy chứng đạo mà ẩn bóng rồi, bây giờ không có gặp được thầy, nhưng mà thầy ngày nào cũng viết nên một bài pháp đăng công khai lên trên mạng, chỉ dạy cho nhân sinh sống đời đạo đức thôi ạ. À. Bà có hồi nào biết bà bị lừa không? Dạ. Bây giờ chúng chưa không nên khẳng định chú ạ. Không, chú không, phải không, không nên khẳng định. Bây giờ vì là bữa ẩn bóng mà sao là viết một ngày viết một bài. Ẩn bóng thì bây giờ mình ẩn bóng có nghĩa là mình không có tiếp duyên với đời. Là ẩn bóng. Có nghĩa là như vậy nè cô. Cô thì cô lớn tuổi rồi. Dạ. Thì cô tu tập thì con nghĩ là cô cảm thấy như thế nào thì tốt là được rồi. Còn riêng con thấy anh em tụi con thấy mấy bé thằng kia nó còn nhỏ tuổi quá mà để đi tu sớm quá, mới 14-15 năm tuổi à. Bây giờ nè chú ơi. Dạ. Chú có thấy con của Đức Phật không? Mới có 10 tuổi mà Đức Phật đã tìm ra chân lý. Con hiểu rồi, nhưng mà đi tu kiểu gì mà chưa sinh cha mẹ. Dạ bố mẹ của và Úc đó là mất hết rồi ạ. À. Không còn ai hết nữa, mà bây giờ không có người no cho là Úc, mà nhưng mà Úc cũng đủ tuổi trưởng thành để biết sống như thế nào là thánh thiện ạ. À. Sao bé nói là cha mẹ bé đang còn? Ai? Bé. Trong nhà em. À, các anh ở đây rất là nhiều người. Tụi anh sẽ cố gắng giúp đỡ em. Hết sức con em. Nhưng mà, gì anh sẽ giúp em được điều nhưng đấy. Mà anh nói nè, đi tu thì được. Nhưng mà mình phải xin cha mẹ. Đúng. Đúng rồi. Mình chưa sinh cha mẹ mà bây giờ mình đi tu như thế là sai rồi. Như thế là bất hiếu rồi. Người ta nói gì? Hiếu gần báo hiếu. Hay là như thế nào đó, đạo của mình không lẽ không có tôn trọng cha mẹ hay sao? Trong đạo, cô này, tại sao mà trong cái đạo của mình có tôn trọng cha mẹ không? Sao cô lại cứ muốn lôi kéo bé? À đúng rồi. Không,
Tại sao lại muốn lôi kéo? Là bé đã có bị ép buộc không? Đây là bé này là đang tu trả hiếu mẹ cha. Ủa, tại sao trả hiếu? Trả hiếu mà sao mà không nói? Ở nhà đang khổ, đang lo. Mẹ của em bé đang khóc ở nhà kia kìa. Tại sao lại trả hiếu? Đây là đang lôi kéo này, đang lôi kéo này. Em gái đứng lại cho em anh em. Em gái. Trời. Như vậy là không được, nhưng mà như vậy là không được. Không được rồi, không được, không được. Thế này là không được anh em ơi, vậy không được anh em. Hôm nay đang cùng em xuống bắt. Không được, không được, không được. Bây giờ mình phải báo trình báo cơ quan chức năng là báo chưa xin phép cho mẹ. Báo công an, báo công an, báo công an. Mà sao mà là coi như bảo đi vào Cà Mau mà lại đi ra đi ngược ra. Đi du tăng sao đi ngược ra là sao? Tại sao cái giờ đang lôi kéo bé rồi đấy, sao phải lôi kéo bé đi? Không có phải quan cho. Nhưng mà thấy em này là đang như kiểu là. Bây giờ chú hỏi con như thế này. Em đang bị lôi kéo và em không có làm chủ được bản thân. Đúng rồi. Thấy cái tâm lý của bé là bây giờ là không ổn định. Bây giờ anh đang rất muốn giải cứu em, ví dụ như em, anh có thể giúp cho em. Các sư cô có thể đi trước. Các sư cô đi trước. Các sư cô có thể đi trước. Rồi, ok. Rồi, ok. Dành để chỉ có thể nói 5 phút thôi. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ xích qua bên đường một chút. Tại sao lại sợ như vậy? Em ơi, em làm gì em cả. Mấy người kia cũng không nhớ. Giờ con cứ nói. Đúng rồi. Em có điều gì mà em muốn nói không? Anh sẽ tất cả anh em đấy có thể giúp cho em bất cứ điều gì. Tụi anh có thể giúp bất cứ điều gì em mong muốn hiện tại. Em hiểu không? Bất cứ thứ gì luôn. Em không phải sợ một cái gì cả. Em có thể em sẽ lên xe luôn. Anh có thể anh cho em rất nhiều thứ mà em có thể em cần bây giờ. Đúng. Đưa thẳng về em nhà luôn. Từng anh đưa thẳng em về nhà luôn. Kiểu như nãy giờ trò đã nói với cộng đồng rồi, trò bây giờ đang vô cùng cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm thấy đúng con đường mình để đi rồi. Anh đang hỏi em là bây giờ em hạnh phúc như thế nào? Em đang gọi là em như thế nào gọi là hạnh phúc? Em đang ở với những cái người gọi là đạo nhân quả, mà đạo nhân quả thì không có thật. Anh hỏi em là bây giờ anh hỏi anh bảo là anh muốn học ở đâu thì em bảo là học ở trên mạng. Dạ. Thì bây giờ anh hỏi em hạnh phúc của em ở đâu? Trò cũng đang trên con đường đi tìm. Là trò cũng còn ngu si lắm cho nên là đang trên đường đi tìm. Dạ, và em lại bảo em đang hạnh phúc. Đối với là em đang nói sao? Nghĩa là nó đã có sự chuyển đổi sau không, trước không đây thể rồi nào có sự chuyển đổi được. Anh thấy em đang bị ép buộc. Cái đó là anh cái suy nghĩ của em. Em hiểu không? Tóc của em còn dính trên tay. Tóc của em còn dính trên đầu. Ba mẹ em khi mà xem hình ảnh này, ba mẹ em sẽ rất là đau lòng. Em nói với anh em bảo là bây giờ mẹ em rất là vui. Mẹ em không bao giờ vui. Đang có vấn đề ở đây nữa, tụi em mới đang hỏi này. Bảo là không được em cứ bình thường em hãy nhận là em gái em có tài em không rồi có ba chú chờ có ba rồi anh gọi đúng 2 phút có mặt rồi bây giờ chờ được đi là chờ sẽ cứu được thêm rất là nhiều nhân sinh. Cứu ai em đừng ảo tưởng nữa em cứu ai trước tiên em đã làm khổ cha mẹ mình trước rồi này rồi em cứu ai rồi em nói cho anh nghe đi em cứu ai em cứu được ai em cứu bằng cái gì em cứu bằng cái gì thì như trò đã chia sẻ đó là trò đang lan tỏa sao lại cứu chưa hay anh không hiểu là em bây giờ đang bị gì. Em nói thật anh đang nghĩ em đang bị gì đó bởi vì em đang không tỉnh táo và trả lời trong mơ hồ không biết đâu là thật đâu là giả. Em đang nói là em đi cứu nhân sinh, anh hỏi em là em cứu cách nào, em lại bảo là em đi gieo duyên thì anh bó tay em rồi, em hãy làm cái gì thực tế nhất. Bây giờ em đang nghĩ là em đang rất ảo tưởng. Bác Quang, em cho anh xem cái này được không? Đó là cái gì? Đấy có phải cái là cái gì? Để em có thể nói ra cho anh được không? Em có thể nói ra cho anh được không? Có phải cái vòng đó làm cho em để phải suy nghĩ không? Có phải là cái vòng này đang đeo vào là em đang... Là em đang nghe theo không? Để em thấy đọc thử coi. Rồi. Không có cho xem nha. Rồi. Các ái như cha sẽ về cùng. Cha buông trời thứ ba. Là sao? Không hiểu. Là sao? Em có thể chia sẻ. Anh nhìn vào ánh mắt của em, anh thấy em rất buồn. Em đang rất hỗn loạn. Em rất hỗn loạn. Thứ nhất là em đang muốn chọn đi, thứ hai là em đang muốn về với gia mẹ. Thực ra là em chả hiểu cái gì về cái đạo gọi em là không đạo có hiểu. Gọi là cái đạo gì? Đạo nhân quả. Em chả hiểu gì cả mà em đang chỉ bị gọi là một cái ý thức của mình một cái phút nhất thời mất kiểm soát thôi. Anh nói thật với em luôn, em chả hiểu cái gì cả. Bởi vì em có làm được cái gì đâu. Bây giờ em cứ nghe các sư nó bảo là đi cứu nhân sinh, em cứu kiểu gì? Em cứu ai? Em cứu được ai? Em cứu được ai đó? Mà trong khi đó em mới vào có 5 ngày thôi mà em đã xuống cấp rồi. Đấy là ở đây là phía Đức Phật đúng không? Rồi đấy là phía Đức Phật hả? Bà đây chắc là cô biết là đây là cái gì không? Đi. À
Thì em là người dân có gì không ăn. À. Mà sao bảo là cái như cô đã biết là cái như cái phái đoàn này là cái gì đâu, là cái gì đó. Chị có biết đây là đạo, một đạo mới mà đạo con bé này nó mới vô 5 ngày thôi mà đang dụ dỗ con bé đi lên là ca nốt là cao tốc rồi. Là đạo cao tốc rồi chị có biết. Nếu như mà con chị như vậy là chị thấy như thế nào? Hả? Từ người ta từ trong lòng người ta đi thôi chứ ai đâu có cạn ép gì đâu mà. Ừ chà. Cứ chào nữa. Cả anh người ta rủ tụi bé ta là lên để mà là cứu lai vì là cứu biu. Câu lai. Chả chắc đồng bọn đấy nè. Đồng bọn chứ đồng bọn. Anh người đâu? Có hai đấy đồng bọn. Người đâu? Em ở đây thứ hai đây nè. Chị biết là coi như con bé này như thế nào không? Em mà chả biết gì hết. À. Vậy tôi đang khuyên nó về. Mà chị chưa biết một cái gì hết mà coi như chị lại chị không khuyên nó về với cha với mẹ nó. Chị cũng là người cha là mẹ mà. Con chị như vậy thì như thế nào? Đi tu, chị biết là đi tu này là đi tu đạo gì không? Chị biết đạo gì không hay là cứ mặc áo vàng đó là đạo Phật? Hả? Chị có biết không? Chị có biết cái đạo này là đạo gì không? Tại sao chị lại ngôn như vậy? Chị có biết đạo nhân quả không? Chà chà chà. Nước chương cho cả nhà, giờ đồng bọn nó rất là nhiều. Giờ giờ đồng bọn nó nhiều lắm rồi á. Nhiều lắm rồi á. Đây là kéo nhanh thì không mới có bốn người thôi mà hôm nay nó lôi kéo cả đống người luôn. 5 ngày là nó đã cạo đầu rồi thì cứ 5 ngày là cạo đầu một người, 5 ngày cạo đầu là một người thế này đấy. Quá ghê gớm. Rồi,